Chào mừng các bạn đã đến kênh video của OBD Việt Nam. Tôi là Sĩ, kỹ thuật viên của OBD Việt Nam. Gần đây, theo như tôi được biết, ở ngoài thị trường thì anh em thợ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đo kiểm xung của các cảm biến ở trên xe. Có một số anh em hỏi tôi rằng là có cách nào hoặc là có cái thiết bị nào mà để đo kiểm xung của các cảm biến một cách dễ dàng hơn hay không? Thì hôm nay OBD Việt Nam xin ra mắt một cái sản phẩm đo xung Hantech phiên bản 2018. Nó giúp cho anh em cải thiện được cái tình hình và đo kiểm xung của các cảm biến ở trên xe một cách dễ dàng. Để không phải anh em phải chờ lâu thì tôi xin giới thiệu tổng quan về cái sản phẩm này cho anh em được nắm rõ hơn, để cho anh em được có thể một cái nhìn tổng quan hơn về cái sản phẩm Hantech này. Theo như các anh em thấy thì đây là trọn bộ Hantech của chúng ta. Bộ Hantech của chúng ta gồm có một cái phần cứng khá là bắt mắt, thiết kế rất là hiện đại, nhỏ gọn, nó thuận lợi cho anh em trong việc mang vác di chuyển một giờ điện tới một địa điểm rất là dễ dàng. Thì nó được thiết kế gồm có 8 kênh này, 8 kênh chạm đón, 8 kênh chạm đón tương ứng với 8 cáp để anh em thuận lợi hơn trong việc để mà so sánh các cảm biến với nhau. Đi kèm với nó là một sợi cáp dùng để đo xung đánh lửa của mình. Mà để muốn cho cái Hantech này mà nó hoạt động á thì mình đòi hỏi mình phải có một cái máy tính, cái cấu hình vừa, nó có thể hỗ trợ được cho cả Win 7, Win 8 và Win 10 rất thuận lợi. Muốn kết nối được với máy tính thì đòi hỏi cho phải có một cái cáp USB. Đây, cáp USB này nó vừa là cáp để mà nuôi nguồn cho Hantech luôn, ta cắm vào cổng này đó, thì nó vừa là cái cáp nguồn luôn mà không cần phải là kết nối thêm một cái nguồn riêng nào đó để cho Hantech hoạt động nữa. Ta chỉ dùng cho cáp USB này thôi là ta đã có thể kết nối được Hantech với máy tính của mình. Thì tôi sẽ chia sẻ một số đặc điểm nổi bật nhất của Hantech 1008C này cho anh em được biết. Đó là nó có hai cái đặc điểm nổi bật là ngoài riêng về cái đo xung, nó còn có thể là so sánh giữa các xung với nhau, có thể là nó sẽ cung cấp cho mình một cái xung mẫu và mình đo kiểm nó và mình để so sánh nó với cái xung mẫu mà đã có sẵn ở đó. Hoặc là nó có thêm một cái tính năng, đó là tính năng mà giả lập tín hiệu của trục cam và trục cơ để cho anh em có thể thuận lợi hơn trong việc mà giả lập cái tín hiệu của cam và cơ cho mình. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ một số tính năng nổi bật nhất của Hantech 1008C cho các anh em được thấy. Thì với những cái tính năng nổi bật như thế, một giá thành rất là hợp lý, thì Hantech 1008C là một cái thiết bị là anh em nên tin dùng. Và trong những cái video lần sau tôi sẽ hướng dẫn các anh em về cách mà sử dụng phần mềm Hantech để mà đo kiểm xung ở trên xe của mình. Thì cảm ơn các anh em đã quan tâm theo dõi video hôm nay. Thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của OBD Việt Nam. Sẽ có những cái video chia sẻ bổ ích cho anh em trong lĩnh vực chẩn đoán ô tô. Cảm ơn các anh em và hẹn gặp lại. We'll be right back.